Ok, hello, xin chào mọi người ha. Và hôm nay chúng ta sẽ quay lại với chương trình đi tìm cổ phiếu. Và cái tiêu đề cho video hôm nay em đặt ra đó chính là Techcombank đang tích lũy hay là gãy. Thì với Techcombank thì em sẽ đi sơ lược về các cái thông tin để cho mọi người nắm sơ được cái bối cảnh, và sau đó chúng ta sẽ vào cái phần đồ thị để chúng ta có thể sâu sát hơn về cái việc mua bán thời gian tới. Với Techcombank thì đây mọi người có thể thấy, đây là một trong những cái hình ảnh ở video trước em phân tích Techcombank á, và mọi người em có đưa lên kênh thì mọi người có thể coi lại. Thì với Techcombank, cái cơ cấu tín dụng cho doanh nghiệp của Techcombank đa số là tới bất động, liên quan tới bất động sản xây dựng và vật liệu xây dựng ha. Mọi người nắm rõ rất là cái này ha. Và cái thứ hai là bán lẻ. Rồi, đó là hai lĩnh vực mà Techcombank có cơ cấu nợ cho doanh nghiệp lớn nhất ha. Và những cái doanh nghiệp nào là doanh nghiệp chủ lực với hay là mang với Techcombank thì đây mọi người thấy nè. Thứ nhất đây, Vingroup, trong đó có Vinhome, có cả Vinhome, Masan, Sunwood, Battery và Novaland. Thì mọi người thấy không? Đa phần là bất động sản, cơ cấu trái phiếu cũng vậy nè. Cái này là cơ cấu trái phiếu của Techcombank. Đa phần đều là bất động sản và bán lẻ. Thì câu chuyện ở đây, nếu Techcombank muốn biết Techcombank thời gian tới có tốt hay không, thì chúng ta phải nhìn vào bối cảnh chính, đó chính là bối cảnh về thị trường bất động sản Việt Nam. Thì mọi người biết sắp cái luật mà định danh bất động sản nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều tới thị trường bất động sản, bởi vì khi cái bất động sản nó đã được định danh thì đồng nghĩa với việc người ta sẽ biết anh có bao nhiêu căn nhà, có bao nhiêu mảnh đất ha. Từ đó mà các cái dòng tiền đổ vào bất động sản nó sẽ hạn chế hơn. Cái việc mà ngày xưa kiểm kê tài sản với bất động sản nó rất là khó, tại vì khi mọi người muốn kiểm kê xem cái tài sản người ta có bao nhiêu mảnh đất, có bao nhiêu căn nhà ở một địa phương thì mọi người phải gửi hết lên cho 64 tỉnh thành, từ đó 64 tỉnh thành mới trả ngược lại cho mọi người ha. Vì vậy cái kiểm kê thời gian trước nó rất là khó, nhưng bây giờ thì khác. Khi người ta đã định danh được mảnh đất của mọi người rồi thì khả năng cao người ta sẽ bán tháo đi các mảnh đất người ta đang nắm giữ ha. Tại vì đất đai nó có liên quan nhiều tới cái việc là rửa tiền. Vì vậy thời gian này bất động sản nó chưa phải là một kênh nó quá tốt, vì bây giờ người ta đang bán tháo bán đổ để khi định danh xong nó không bị lộ ra cái vấn đề là người ta có bao nhiêu mảnh đất, có bao nhiêu căn nhà ha. Vì vậy bây giờ mọi người có thể thấy bất động sản bây giờ nó rất là eo ồ, đặc biệt là những bất động sản rất là eo ồ. Tại vì sao? Tại vì nếu như định danh ra sẽ có một số người bị ảnh hưởng rất là lớn ha, về cái cơ cấu tài sản người ta. Vì vậy hiện tại bất động sản nó không còn phải là một cái kênh hấp dẫn như ngày xưa nữa. Và sắp tới cái định hướng của chính phủ của chúng ta nó đang bắt đầu có những cái dấu hiệu là định hướng bất động sản khác đi so với ngày xưa ha. Thứ nhất là đóng thuế nhiều hơn và sát sao hơn về cái việc là một người có bao nhiêu bất động sản. Vì vậy mọi người thấy tại sao thời điểm vừa rồi bất động sản nó rất là chậm, trừ một số cái ngành bất động, những cái ngách của bất động sản, trong bất động sản nó chia ra nhiều ngách thì có một số ngách nó sống được, tại vì thời điểm này cái ngách đó nó tối ưu. Còn những cái căn nhà siêu siêu lớn hay là siêu biệt phủ bây giờ rất khó bán ra, rất là khó, tại vì không ai mua, cái lượng bán ra nó vẫn lớn hơn lượng người mua, mọi người hiểu không? Bây giờ đang đi tâm lý là bán tháo bán đổ. Và với doanh nghiệp bất động sản thì mọi người biết người ta nợ gần 400.000 tỷ mà năm trước người ta còn gửi kiến nghị lên, người ta dời và người ta dời đến năm nay, và năm nay còn 400.000 tỷ nữa người ta lại bắt tiếp, khả năng cao là tiếp tục dời mọi người. Vì vậy cái tỷ trọng mà để Techcom nó phát triển vượt bậc trong thời gian tới khó, cái này là khó nha. Nếu Techcom cũng không cơ cấu lại thì nó sẽ khó, tại vì bất động sản thời gian tới nó vẫn chưa có nhiều cái tiến triển đâu mọi người. Cái Nova cũng vậy thôi mọi người ơi, Nova người ta viết những cái bài báo như là phục hồi sức sống cho các đô thị. Mọi người phải hiểu các dự án chủ lực của Nova là nó nằm ở đâu. Nova Aqua City hay là Nova Aqua Phan Thiết. Aqua City thì không, em không biết, nhưng Aqua Phan Thiết mọi người có hiểu là Aqua Phan Thiết nó nằm ở cái vị thế như thế nào không? Aqua Phan Thiết nó nằm quá xa. Cái thứ đó là cái thứ nhất. Nếu như nó là bất động sản nghỉ dưỡng không thì mọi người nghĩ là khu vực Phan Thiết nó có tiềm năng và nó hấp dẫn hơn khu vực Vũng Tàu hay không nha. Cái này mọi người tự trả lời nha. Mình đang nói về cái mức độ lưu thông, thời gian lưu thông nào, cái nào tiện hơn thì cái dòng tiền nó sẽ đẩy vào đó ha. Mọi người cân nhắc nha. Cái này là em nói để mọi người nắm. Cái quan trọng hơn mà vướng vát một xíu là thời gian vừa rồi, một tuần vừa rồi, các doanh nghiệp bán lẻ thì người ta lại có một số ưu thế ha. Kể cả Masan, Vinamilk thời gian vừa qua người ta cũng đã có lãi lại ha. Cái lượng bán lẻ thì người ta có thể tối ưu nhanh gọn hơn bất động sản ha. Thì phần bán lẻ thì em không lo lắng lắm. Thì nói chung Techcombank có tăng trưởng tốt hay không thì phải nhìn vào hệ sinh thái Techcombank thời gian tới. Nova, Vinhome, Vingroup, Masan và một số tập đoàn ngoài không niêm yết nữa ha. Nếu mà cái hệ sinh thái nó tăng trưởng tốt thì đồng nghĩa Techcom nó cũng tăng trưởng tốt theo. Hệ sinh thái nó mà có vấn đề
nha. Thì mọi người cũng tự hiểu là mặc định Techcom nó cũng không thể tăng trưởng được, nhất là ngành bất động sản. Rồi, đó là sơ lược về các cái thông tin để mọi người hiểu là cái cơ cấu thời gian tới và bối cảnh thời gian tới như thế nào. Còn đối với Techcom, ở khung ngày Techcom nó đang tích lũy ở dưới xu hướng giảm, Techcom nó đã về xu hướng giảm nha, và nó đang tích lũy lại, và thời gian tới cụ thể là trong vòng khoảng tới tháng thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau, Techcom nó vẫn có khả năng vẫn bị chôn tại cái vùng giá 23.5. Qua khu tuần Techcom nó vẫn giữ được là tăng, nhưng nó đã mất đi những cái trend về xu hướng thôi. Giá đang tích lũy dưới cái thằng Kijun này. Những cái tích lũy này rất là nguy hiểm nha mọi người. Tích lũy tại đây nó có hai trường hợp, một là tích lũy tăng, hai là tích lũy giảm. Tăng hay giảm thì phải hạ khung xuống 1 khắc hoặc 4 khắc để theo dõi trong cái phiên đó xem nó khả năng đi về kịch bản nào rồi mình mới xử lý được ha mọi người ha. Còn đối với Techcom ở khung ngày, ở khung tháng thì mọi người thấy là Techcom khung tháng đang khá xa Tekken và Kijun, và một trong những cái điều cấm kỵ nhất ở Tekken và Kijun đó chính là giá quá xa. Giá quá xa thì nó luôn có xu hướng làm kéo về lại chỗ gần để cân bằng rồi từ đó mới phát triển tiếp. Còn nếu như nó không quay về cái điểm cân bằng là Tekken hoặc Kijun thì câu chuyện gì xảy ra? Một là buộc nó phải tích lũy lại cái nền nó đủ lâu để nó Tekken và Kijun nó bám kịp theo thì từ đó mới có khả năng bùng mạnh tiếp. Hai là gãy, gãy khả năng gãy rất là cao. Vì vậy mọi người để ý Techcom rất là nhiều. Techcom thời gian vừa rồi là một trong những cái cổ mà em nói mọi người né xa ra, tại vì nó chưa có một cái nền tốt, mọi người lướt lát gì em không quan tâm. Nhưng nói nếu nói Techcom là một cái mã để mọi người nắm giữ dài trong thời gian tới thì mặc nhiên em đều nói khách hàng mình nó đều không, nó không phải là một cái cổ. Em còn nói khách hàng tán xa Techcom mà cái video đó em còn để tiêu đề rất rõ ràng ha. Nên mọi người hãy cân nhắc rằng Techcom nó đang trong vùng rất khó giao dịch ha. Nếu mọi người bây giờ muốn ôm nó rất là khó, muốn ôm mà tầm giá trước thì mọi người có thể ôm, nhưng bây giờ mà vào ôm thì dứt là dễ ăn đạn. Trong những cái bối cảnh trường hợp là VND, mọi người thấy vừa rồi VND chỉnh rất là nhiều ha, khả năng chỉnh sâu nó vẫn còn. Vì vậy Techcom cũng là một trong mã trụ, thì khi mà thị trường nó xả tiền ra, chán Techcom nó cũng là cái thằng gắn đầu tiên thì nó cũng bị xả, đè lên đầu mà xả thôi ha. Đó là view sơ lược của em về Techcombank thời gian tới. Và nếu như mọi người ai là cổ đông của Techcombank mà muốn cơ cấu danh mục nhiều hơn, sát hơn và kỹ hơn thời gian tới, mọi người xuống phần bình luận thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại, đường link tham gia vào room Zalo cộng đồng ha, và đường link mở tài khoản để đây. Thì khi mọi người qua SI, em sẽ hỗ trợ mọi người cơ cấu lại toàn bộ danh mục để làm sao cho nó tối ưu nhất ở cái bối cảnh thời điểm hiện tại. Ok, chào tạm biệt mọi người. Và mọi người nếu thích video này nhớ like và share, và hẹn mọi người vào tập sau của Đi Tìm Cổ Phiếu.